Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa đề nghị mức phạt cao nhất lên tới 100 triệu đồng đối với hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trong dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 119 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mức xử phạt đối với hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và hành vi giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật chứa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi hiện còn thấp, chưa đủ sức răng đe cũng như chưa hợp lý. Do đó, trong dự thảo nghị định sửa đổi nghị định 119, Bộ đã đề xuất hình thức mức xử phạt nặng hơn với các hành vi này. Cụ thể, Bộ đề xuất phạt tiền bằng 80 đến 100% tổng giá trị động vật vi phạm, nhưng không quá 100 triệu đồng với hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nông hộ nhưng chưa tạo dư lượng vượt ngưỡng cho phép trong sản phẩm. Với chăn nuôi trang trại, mức xử phạt cho hành vi trên bằng 100 đến 120% giá trị động vật vi phạm. Mức phạt đối với hành vi giết mổ sơ chế sản phẩm động vật chứa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi cũng được đề xuất tăng lên 15 đến 20 triệu đồng so với mức 10 đến 15 triệu đồng hiện hành. Với hành vi cố tình đưa nước hoặc chất khác vào động vật trước và sau khi giết mổ, Bộ đề xuất phạt tiền bằng 40 đến 60% tổng giá trị động vật tại thời điểm vi phạm, nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng thay cho mức phạt 5 đến 6 triệu đồng hiện hành. Dự thảo đang được lấy ý kiến trên cổng thông tin điện tử của Bộ.